tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời tuổi Nhâm Dần 1962, nữ mạng, được thần tài ban cho lộc lớn, đón cơn mưa tài lộc, giàu có khủng khiếp, làm gì cũng đỏ hơn son, đổi vận giàu sang, được hưởng phúc lớn khi về già. Minh Đường Tử Vi hoan hỉ được gặp lại quý tín chủ tuổi Nhâm Dần trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp, mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, vận trình của quý tín chủ tuổi Nhâm Dần như cá gặp nước, không ít những cơ hội kéo đến, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, mua nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa phú quý hơn người. Nếu như quý tín chủ tuổi Nhâm Dần hữu duyên xem được video này thì may mắn, thời cơ sẽ đến, chắc chắn sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý tín chủ tuổi Nhâm Dần về các nội dung chính như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng âm lịch trong năm Ất Tỵ 2025, cách hóa giải vận hạn, nhân sinh cảm ngộ. Cụ thể hơn, thông qua tử vi sẽ giúp cho quý tín chủ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước đây. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không, cơ may nào đến với bản mệnh trong năm 2025 âm lịch này, quý tín chủ cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì. Ngay bây giờ sẽ là luận giải nội dung chi tiết. Tổng quan, tuổi Nhâm Dần hay còn được gọi là Quá Lâm Chi Hổ, Hổ Qua Rừng, năm sinh dương lịch, từ ngày mùng 5 tháng 2 năm 1962 đến ngày 24 tháng 1 năm 1963. Mạng kim bạch kim, vàng trắng, khắc lư trung hỏa, con nhà bạch đế, phú quý, xương con cọp, tướng tinh con ngựa, cuộc đời được ông tử vi độ mạng. Thiên can, nhâm, tương hợp, đinh, tương hình, bính, mậu, địa chi, dần, tam hợp, dần ngọ tuất, tứ hành xung, dần thân tỵ hợi. Mệnh kim, kim bạch kim, vàng pha bạc, tương sinh, thủy, thổ, tương khắc, mộc, hỏa. Nữ mạng Nhâm Dần có nhiều tên tuổi nhờ tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây bắt đó, đứng núi này trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động, từ sự nghiệp cho đến gia đình. Về dáng dấp thanh tú, với lời nói vui vẻ, được lòng người, đã góp phần lớn vào sự thành công trong thời tiền vận, nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn làm việc, nên sự nghiệp chóng tàn, phải bôn ba trôi nổi nhiều nơi, trung niên mới tạm ổn định, nên biết tu tâm dưỡng tính, lấy lòng chân thật mà đối xử thì sự nghiệp hưng thịnh, nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, nhờ con cháu mà an nhàn. Nhìn chung, những người nữ mạng tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, cầm tinh con hổ, nên họ thường đam mê quyền lực, giống như hổ là chúa tể rừng xanh vậy, luôn có tham vọng rất lớn. Đối với họ, một khi đã xác định được mục tiêu của mình, thì họ sẽ quyết tâm và không ngừng nỗ lực để chắc chắn rằng họ sẽ là người cực kỳ thành công trong xã hội này. Những người nữ mạng tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thường yêu thích sự tĩnh lặng, họ yêu quý cuộc sống gia đình đầm ấm và yên vui, họ là hình tượng mẫu mực của gia đình, cho dù đi bất cứ ở đâu hay làm bất cứ việc gì, trong tâm trí họ luôn hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu quý và làm cho họ được hạnh phúc. Những người nữ mạng tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 là kiểu người minh bạch, hiểu rõ những gì mình cần làm, tinh thần nghiêm túc trong công việc, làm ra làm, chơi ra chơi. Đối với họ, sẽ luôn cố gắng hoàn thành công việc tại cơ quan và không mang việc về nhà làm, vì khi về đến nhà, họ chỉ muốn dành toàn bộ thời gian đó cho những người thân yêu của mình. Những người nữ mạng tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, luôn dịu dàng và biết cảm thông, chia sẻ với một nửa của đời mình. Tuy nhiên đôi lúc họ thường trầm lặng và không biết phải nói gì, khiến cho người kia không cảm nhận được tình cảm và chân tình của mình. Bất kể mệnh tuổi nào cũng không thể thật sự hoàn hảo, nếu có điểm tốt thì sẽ có điểm yếu song hành, chủ yếu là ít hay nhiều mà thôi. Đối với những người mạng tuổi Nhâm Dần cũng vậy, ngoài những đặc điểm trên, họ còn có điểm yếu chính là sự cố chấp, không bao giờ chịu nghe lời hay sự góp ý kiến của bất cứ ai. Xét về thực tế, tuy nói tính cách khá bốc đồng, nhưng họ cũng muốn có một người bên cạnh để chỉ ra những điều sai, điều đúng và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành nhất. Theo tử vi, vận mệnh của người nữ mạng tuổi Nhâm Dần được phát triển rực rỡ về mặt sự nghiệp, tài lộc cũng được sung túc hơn để có được sự nghiệp vững vàng. Thì việc cực khổ trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, bạn cần phải luôn ghi nhớ và thật bình tâm, không nên lỗ mãng hành sự, sẽ giảm bớt được sự thất thoát không đáng có. Sau đây là chi tiết tử vi năm 2025 của nữ mạng Nhâm Dần, sinh năm 1962, theo can chi, ngũ hành, sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và tuổi âm.
Xem tử vi nhâm dần nữ mạng 2025 thấy rằng vận mệnh người tuổi này khá bình thường, mọi việc trong nhà của nữ nhâm dần 2025 không có nhiều sự thay đổi so với năm ngoái. Tuy nhiên, sức khỏe của nữ 1962 trong năm 2025 không được tốt do tuổi tác đã cao, đặc biệt cần lưu ý đến bệnh về tuổi già và huyết áp không được tốt. Dưới đây là phần luận giải chi tiết, mời quý tuổi nữ nhâm dần cùng đón đọc. 1. Xem tử vi tuổi nhâm dần 1962, nữ mạng, theo can chi, ngũ hành. Về thiên can. Thiên can của tuổi là nhâm, gặp 2025 có thiên can ất là bình hòa. Xem tử vi 2025 nhâm dần nữ mạng, dự báo về một năm không có chuyển biến mang tính đột phá hay khởi sắc cho chủ mệnh, công việc chủ không nên thay đổi bởi những thay đổi thời điểm này thường không được lợi. Về địa chi. Địa chi của tuổi là dần, gặp địa chi năm là tỵ, thuộc vào mối quan hệ tứ hành xung. Công việc làm ăn của người tuổi này chủ về đưa tới những điều bất lợi và khó đạt được mong muốn đặt ra, theo đó các dự định liên quan tới đầu tư hay mở mang trong năm. Cần phải cân nhắc suy tính kỹ lưỡng, chủ mệnh chú ý sẽ vướng phải thị phi trong năm ất tỵ, trong mối quan hệ gia đạo có phải gặp chuyện buồn phiền, ngoài ra đi lại trong năm, cần lưu ý cẩn thận. Về ngũ hành. Ngũ hành người tuổi này là ngũ hành kim, gặp ngũ hành 2025 là hỏa, quan hệ chủ về tương khắc, mệnh chủ nhâm dần cần quan tâm đến vấn đề sức khỏe, không nên tiến hành đầu tư tiền bạc lớn trong năm. Xem tử vi nhâm dần nữ mạng 2025 thấy, đây là năm không nên tiến hành các thay đổi công việc, vì càng dễ thay đổi sẽ đưa tới kết quả không như mong muốn. Xem tử vi 2025, tuổi nhâm dần nữ mạng theo sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng, năm ất tỵ 2025 là sao kế đô, theo quan điểm phong thủy của người xưa, sao kế đô chiếu mạng dễ gây ra nhiều sóng gió, thị phi, lao đao trong chuyện tình cảm, sức khỏe và tiền bạc dễ sinh ra buồn sầu, chán nản, chuyện tình duyên lận đận. Tuy nhiên, nếu nữ giới đang có thai mà gặp sao kế đô thì ngược lại, được nhiều may mắn và vượng phu ích tử, hoặc năm có sao kế đô chiếu mạng mà đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán ở bên ngoài thì cũng thu được nhiều lợi ích giá trị, con đường sự nghiệp hanh thông, cát lợi. Thực tế hàng năm, mỗi người đều có một sao chiếu mệnh, do vậy mệnh chủ gặp sao kế đô cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần biết cách hóa giải vận hạn, đương nhiên sẽ chiêu các kỵ hung. Hung tính kế đô chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào, nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Nhìn chung, sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền, chán nản, gia đạo bất an, phát sinh tăng sự, phải xa xứ lông bông. Nữ giới gặp sao kế đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui, nhưng nếu mang bầu, mang thai mà gặp sao kế đô thì ngược lại, dữ sẽ hóa lành. Bởi theo quan niệm của người xưa là phụ nữ có bầu bị sao kế đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu, mà trái lại còn tốt cho cả vợ và thai nhi trong bụng. Kế đô tọa mệnh thì ví như là vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung, cuối năm đại cát, thế nên gia chủ cứ hy vọng mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao kế đô như sau. Kế đô chiếu mệnh năm nay, tháng 3 tháng 9 bi ai khóc ròng, đàn bà vận mệnh long đong, ốm đau tăng chế nặng trong năm này, đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng, phúc lớn qua khỏi được an. Không thì tai họa vượng mang có ngày, phòng người làm vấp sủi may, thi ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng, tham tài dục lợi bất an, thương người phải nhớ chớ than chớ phiền. 3. Xem tử vi 2025, nhâm dần nữ mạng, theo vận hạn. Hạn của tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng, năm ất tỵ 2025 là hạn thiên tinh. Nhắc tới hạn thiên tinh là nhắc tới vấn đề sức khỏe, tình trạng tiêu hóa. Gặp hạn thiên tinh cần chú ý tới việc ăn uống, đề phòng bị ngộ độc, không nên ăn hàng quán kém chất lượng, kém vệ sinh, tuyệt đối không tắm khuya, nguy cơ bị cảm, nguy cơ ảnh hưởng tính mạng rất cao. Nếu phụ nữ có thai thì cần phải kiêng cữ trong ăn uống, không nên vận động mạnh, tránh leo trèo gây nguy hiểm cho tính mạng cả mẹ và bé. Hạn thiên tinh tốt hay xấu? Nói về hạn thiên tinh, ông cha ta có câu thơ sau: thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe, thị phi, kiện cáo, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu, chủ về sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đường ruột, tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Ngoài ra, hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo,
thị phi, phụ nữ bị nặng hơn so với nam giới. Sức khỏe. Vấn đề sức khỏe của phụ nữ khi gặp hạn thiên tinh khá là nặng, sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng, đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm tính mạng. Nếu là phụ nữ mang thai, có nguy cơ té ngã hoặc sẽ bị sinh non, thiếu tháng. Kiện cáo. Người gặp hạn thiên tinh dính dáng tới những cãi vã, xích mích và kiện tụng, thậm chí là rơi vào vòng lao lý, làm ăn không chính đáng, dẫn tới tù tội, hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn ngục tù, kiện tụng thì chẳng thắng, chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Nhiều áp lực khi tai họa khiến cho tinh thần không thoải mái và bất an, buồn sầu và mệt mỏi, cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc, dẫn tới ly hôn. Cách giải hạn thiên tinh. Mỗi năm chúng ta sẽ gặp một niên hạn khác nhau, mỗi niên hạn đều mang đến những điềm báo và tai ương riêng. Riêng với hạn thiên tinh thường mang đến những dấu hiệu về hệ tiêu hóa và kiện tụng. Việc tìm cách hóa giải thiên tinh không thể xóa bỏ ngăn điều xấu xảy ra, mà giúp chủ mệnh hạn chế được những tai ương đem tới đen đủi xảy ra trong năm. Dưới đây là một số phương pháp đơn giản hóa giải hạn này, bạn hãy tham khảo xem sao nhé. Sức khỏe. Những ai gặp sao thiên tinh, đặc biệt là phụ nữ cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn làm ngộ độc thực phẩm. Phụ nữ mang thai cần phải cẩn thận khi đi lại, không ăn những món nhiều dầu mỡ hay thức ăn đông lạnh, nếu không may sẽ dễ mắc bệnh rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày và thắt ruột. Kiện tụng. Những ai gặp hạn thiên tinh, trong làm ăn cần phải cẩn thận và tính toán kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật, luôn giữ bình tĩnh và tránh xung đột khi xảy ra. Bên cạnh đó thì cần tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo và hạnh phúc. Đặc biệt bạn nên có chế độ rèn luyện nhằm nâng cao sức đề kháng. 4. Vận niên năm 2025, nữ mạng nhâm dần, sinh năm 1962. Nữ nhâm dần gặp vận vận niên, cẩu cuồng phong, là vận niên xấu. Với vận niên này thì chủ mệnh có thể gặp nhiều bất lợi trong năm Ất Tỵ. Phương diện sức khỏe trong tử vi tuổi nhâm dần 1962, năm 2025, nữ mạng kém, đi công việc thì không đón nhận được những may mắn. Tuy nhiên chỉ cần bản thân nên khéo léo chờ đợi thời cơ thì sẽ đưa tới những cơ hội giúp chủ mệnh đạt được thành tựu trong công việc. Yếu tố may rủi trong làm ăn không nên tham gia trong năm này, nếu xuất tiền bạc để chú ý hạn chế, có thể chờ xem thời cơ tốt mới tiến hành. 5. Xem tử vi năm 2025, tuổi nhâm dần nữ mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2025, nhâm dần 1962, nữ mạng, có phạm hạn tam tai không? Người tuổi nhâm dần cần tránh hạn tam tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Năm 2025 làm năm Ất Tỵ, theo cách tính này thì gia chủ 1962 nhâm dần sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi năm 2025, nhâm dần 1962, nữ mạng, có hạn kim lâu không? Năm 2025 Ất Tỵ, gia chủ 1962 nhâm dần, 64 tuổi, tuổi Mụ, gia chủ sẽ phạm kim lâu thân. Kỵ bản thân mình, gây tai họa cho chính bản thân, nếu tai họa ập xuống thì mình sẽ là người gánh hậu quả nặng nề nhất. Tử vi 2025, nhâm dần 1962, nữ mạng, có phạm hoang ốc không? Năm nay, tuổi của bạn là tứ tấn tài, không phải là hoang ốc. Tứ tấn tài, có câu, tứ tấn tài chi phước lộc lai, làm nhà tuổi này gặp nhiều phúc lộc. Tử vi 2025, tuổi nhâm dần 1962, nữ mạng, có hạn thái tuế không? Nhâm dần 1962 năm Ất Tỵ 2025, sẽ phạm vào phá thái tuế. Phá thái tuế năm hạn thái tuế phá tuổi cầm tinh, đại diện cho năm đó về công việc sẽ bị tiểu nhân ngáng trở, gây mất tiền tài, phá sản. Cách hóa giải phá thái tuế, cần phải cẩn thận hết sức trong mọi giao dịch làm ăn và bạn bè đối tác, đặc biệt đầu tư hùn vốn, cần xem xét kỹ lưỡng, không nên gây thù chuốc oán với ai. Trong chuyện tình cảm nên hết sức kín đáo và nhường nhịn, những ai vào năm phạm thái tuế thì không nên làm gì cả, hạn chế đi đám ma, đám hiếu và không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều và các chuyện xui xẻo, giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo, nếu nhất định phải tham gia, tùy vào nghi lễ và nên tránh làm bước cuối cùng, ví dụ như đám ma, thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ,
đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không nên đến nơi hoang vu hẻo lánh, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ hao hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất, nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường, thì nên nhẫn nại, không nên tham gia, thiên thời địa lợi nhân hòa, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào. Phạm thái tuế tối kỵ bốc đồng, sốc nổi, đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng vào những điều kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Tử vi năm 2025 nhâm dần 1962, nữ mạng có phạm trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ nhâm dần 1962, năm Ất Tỵ 2025 là trạch phúc, là một trong bốn trạch gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch phúc là tốt, bởi vậy gia chủ 1962 nên mua, xây cất hoặc là sửa sang nhà cửa, nên làm các việc trọng đại vào năm 2025 này. Người xưa có câu thơ rằng, làm nhà cửu trạch vận niên phúc, đức bảo tồn lộc thọ yên nêm, nếu gặp bại hư khóc quỷ tử, chắc là sát chủ với thể hiền. Nghĩa là, làm nhà phải chú ý trạch từng năm, các trạch tốt là phúc, đức, bảo lộc, các trạch xấu là bại, hư, khóc, quỷ, nên trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ sinh năm 1962 gặp trạch phúc thì mua nhà, làm nhà hoặc là sửa nhà vào năm này rất tốt. Tiếp theo là đánh giá vận trình tử vi nữ mạng nhâm dần, sinh năm 1962, năm 2025 trên các phương diện. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi cho thấy tuổi nhâm dần năm 2025 chịu ảnh hưởng của cục diện dần tị tương hình. Đường công danh sự nghiệp vẫn còn nhiều chông gai và thử thách, lúc này rất cần sự bền tâm bền trí của bản mệnh mới mong chiến thắng số phận. Trong năm nhiều vấn đề bất lợi ập tới, khiến bản mệnh phải đối diện với nhiều rắc rối khóa xoay sở trong một sớm một chiều. Để có thể thay đổi vận mệnh, cần phải chủ động nắm bắt cơ hội mới, tích cực vận động trong khó khăn thì nhất định có thể tìm được ánh sáng nơi tăm tối. Công việc có nhiều sự ngăn trở mà con giáp này khó xử lý, nên mọi việc không thể phát triển thêm. Nếu nhìn một cách khách quan, vẫn có thể nhìn ra điểm sáng so với năm 2025 trước đó, nhưng chưa thực sự rõ ràng, vẫn cần bản mệnh phải cố gắng kiên trì bền bỉ. Khi có vấn đề xảy ra, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ vấn đề, thay vì tạm thời bỏ qua. Nếu không, lỗi sai lặp đi lặp lại, khiến cho bạn dù cố gắng nỗ lực bao nhiêu, cũng chỉ hoài phí công sức mà thôi. Năm nay còn cho thấy, có họa tiểu nhân đang treo trên đầu, nhâm dần dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng thị phi, điều tiếng đủ vấn đề, môi trường công sở vốn phức tạp, càng cần phải chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ. Thường ngày bạn nên cố gắng xây dựng các mối quan hệ hài hòa với mọi người, vừa tốt cho công việc, vừa hạn chế những khúc mắc không đáng có. Tuy hung vận khá lớn, song sự chăm chỉ vốn có sẽ giúp thành tích công việc của bạn dần dần được nâng cao. Chính ấn cho thấy trong năm, bạn cũng nên tích lũy kiến thức chuẩn bị cho sự đột phá về sau này. Về mặt tài lộc, tiếp nối tử vi nhâm dần 2024 sang năm 2025, việc kiếm tiền của đương số vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thậm chí cả những cạm bẫy về tiền bạc. Cục diện tương hình cảnh báo cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt, nhất là những người làm kinh doanh buôn bán sẽ vấp phải không ít những chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng dễ hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng. Tài vận chưa thực sự ổn định, lại thêm hung tinh kiếp tài chủ về hao tài xung chiếu nhắc nhở, người cầm tinh con hổ cần đề phòng mất tiền mất của, đầu tư kinh doanh trong năm phải toan tính thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn, hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình, nên bạn còn có thể bị bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại, đã đến lúc nhâm dần cần chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, thì hung tinh cũng sẽ gây tiêu hao tiền bạc về vấn đề sức khỏe, bạn nên chi tiêu hợp lý và hạn chế mua sắm, cho vay mượn không đúng mục đích. Để tránh khiến cho tiền của hao hụt càng nhiều, hãy quản lý túi tiền của mình trước khi còn suy nghĩ giúp đỡ người khác. Về tình cảm gia đạo, may mắn được gặp ngũ hành tương sinh với địa chi của năm 2025, lại có cả hai đại cát tinh là Hồng Lan và Thái Âm chiếu mệnh,
Đường tình duyên của Nhâm Dần đón nhiều tin tích cực, đào hoa khoe sắc, đem đến nhiều chuyện có lợi cho người độc thân, cơ hội để chấm dứt tình trạng độc thân đã tới. Nếu bạn chủ động nắm bắt thì không lo, sẽ không được người đồng hành trên chặng đường phía trước. Tuy nhiên, bạn cũng nên rõ ràng trong vấn đề tình cảm, tránh những hành động mập mờ, dễ gây hiểu lầm, đặc biệt là không nên đứng núi này trông núi nọ hay qua lại với nhiều người cùng một thời điểm. Đào hoa vượng đem tới mối nhân duyên giúp bạn được nhiều người theo đuổi và cũng có cảm tình với nhiều người, rằng nếu không hành xử chuẩn mực, người gặp rắc rối có thể chính là bạn. Các cặp đôi cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng có, đôi bên trở thành điểm tựa tinh thần, hỗ trợ cho nhau nhiều mặt trong cuộc sống. Những điều này sẽ giúp mối quan hệ thêm ngọt ngào, vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung, góp phần giúp gia đạo êm ấm. Những niềm vui đến từ tinh thần, phần nào cũng giúp bản mệnh giải tỏa áp lực về mặt cơm áo gạo tiền trong cuộc sống. Thường ngày hạnh phúc quả thực có thể tạo ra sức mạnh lớn lao để bạn dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn. Về mặt sức khỏe, tử vi năm 2025 nhận định hung vận trong năm khá lớn, nhắc nhở Nhâm Dần còn đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình, trạng thái tinh thần có phần sa sút do áp lực công việc và những lo toan của cuộc sống. Nhâm Dần nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, kẻo ảnh hưởng sức khỏe, thường ngày nên điều tiết tâm lý, tránh những kích thích không cần thiết, bạn nên tư duy theo chiều hướng tích cực hơn, khi đó mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nếu có ý định tập luyện nâng cao thể trạng, bạn cũng nên chọn cường độ thích hợp, tránh các hoạt động quá sức. Bản mệnh chỉ cần tập vừa phải đều đặn, quan trọng là duy trì thói quen mỗi ngày để cơ thể hoạt động trong điều kiện phù hợp là được. Năm 2025 này, việc xuất hành đi xa nên được tính toán thận trọng. Nếu có thể tránh thì tốt nhất nên tạm gác lại kế hoạch di chuyển. Còn nếu làm việc không thể thay đổi, thì bạn nên giữ an toàn cho bản thân. Đặc biệt bạn được cảnh báo nên kỵ sông, kỵ nước, tránh hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân. Những quyết định quan trọng như kết hôn, làm nhà đều cần phải xem ngày tháng đẹp trước khi tiến hành để tránh vận hạn, khiến cho mọi chuyện đổ bể, gặp xui xẻo. Dưới đây là vận trình tử vi từng tháng âm lịch năm 2025 của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, nữ mạng. Tử vi tuổi Nhâm Dần, tháng 1 âm lịch. Trong tháng mở đầu năm Ất Tỵ 2025, tâm tính của Nhâm Dần có phần hỗn loạn, dễ sinh sự phản kháng, cực đoan, không thích bị kiểm soát. Thời điểm này nếu không chú ý ngôn từ và hành động, bạn có thể làm mất lòng lãnh đạo hoặc hình thành mâu thuẫn với đồng nghiệp chỉ vì sự thẳng tính quá mức cần thiết của mình. Tuy nhiên, tháng này lại rất tốt cho việc lập kế hoạch phát triển năng lực cá nhân, nhưng bản mệnh vẫn cần phải phấn đấu để có thêm cơ hội thay vì chỉ dựa dẫm vào người khác. Ngoài ra trong tháng này, bạn cũng nên đề phòng thương tật, đau ốm, nhất là các bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày. Tử vi tháng 2 âm lịch. Tháng 2 năm 2025 Nhâm Dần được cho là có xu hướng suy nghĩ chủ quan và chảnh mảng hơn, cũng vì thế mà dễ gây ra những sai lầm vốn không đáng xảy ra. Hơn nữa thái độ buông thả của bản mệnh cũng có thể khiến cho người khác có một cái nhìn không tốt về bạn. Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm về thể trạng, nên đặc biệt chú ý đến các vấn đề về gan và túi mật hoặc suy giảm chức năng thận. Tử vi tháng 3 âm lịch. Vận khí có chiều hướng tăng tiến ở tháng, là cơ hội thích hợp cho tuổi Nhâm Dần xúc tiến các dự án hợp tác, đặc biệt về lĩnh vực bất động sản của mình. Nếu biết nắm bắt cơ hội kịp thời, không khó để bạn thu về các khoản lợi nhuận khả quan. Nhìn chung, tài vận sẽ có nhiều biến động, chủ yếu theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu thông minh hơn, mua sắm cần có lý do chính đáng, tránh vì yêu thích nhất thời mà vung tay quá chán. Tử vi tháng 4 âm lịch 2025. Người tuổi Nhâm Dần sẽ có một số cơ hội về tài lộc trong tháng này, tuy nhiên khả năng nắm bắt cơ hội của bản mệnh không được nhanh nhạy lắm. Đôi khi còn vì vài sự chần chừ do dự mà bạn dễ đánh mất những lợi thế vốn có thuộc về mình. Tử vi tháng 5 âm lịch. Vận may về sự nghiệp sẽ tới với Nhâm Dần trong tháng 5 này, con giáp này sẽ lọt được vào mắt xanh của cấp trên. Nhờ những nỗ lực bền bỉ trong khả năng xoay sở tình huống của mình, thậm chí có cơ hội được thăng chức. Tuy nhiên, tháng này xui rủi về tài chính không nhỏ, không thích hợp tham gia đầu tư sinh lời cao, lại càng không thích hợp dấn thân vào các dự án mạo hiểm, nếu không sẽ dễ dẫn đến những rủi ro không đáng, rất dễ tự chuốc họa vào thân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2025. Trái ngược với tháng trước, đây sẽ là một tháng Nhâm Dần gặp phải nhiều áp lực trong sự nghiệp, thậm chí có người phải đối mặt với những sự chèn ép từ bộ phận quản lý hoặc đồng nghiệp xấu bụng.
tháng này vận khí bất ổn, không thích hợp để Nhâm Dần tham gia đầu tư mạo hiểm, dự án bất động sản càng nên tĩnh, thay vì động, kẻo sôi hỏng bỏng không, nỗ lực bấy lâu thành công cốc. Tử vi tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 năm 2025, Nhâm Dần có nhiều tin vui đến từ phương diện tài lộc, có lợi trong việc hợp tác, đầu tư dự án kinh doanh, công việc nhìn chung có sự thuận lợi hơn. Cũng có người nhanh chóng nắm bắt cơ hội, có thể đề bạt thăng tiến, tiến cử, các chế độ phúc lợi đãi ngộ có thể được cải thiện nếu bạn có các chứng chỉ chuyên môn. Tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 năm 2025 này, Nhâm Dần đón những cơ hội nhất định về phương diện sự nghiệp. Bạn càng chăm chỉ và tự giác, thể hiện được trách nhiệm của mình thì càng dễ dàng nhận được sự quan tâm của quý nhân. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải giao tiếp nhiều hơn, hòa mình vào các hoạt động nhóm thay vì có xu hướng tách bản thân khỏi đám đông. Làm việc nhóm trong tháng này sẽ đem lại lợi ích cho bạn so với người làm việc độc lập. Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, đặc biệt là vấn đề về tiêu hóa. Một vài triệu chứng khó chịu như ăn uống khó tiêu, kém ngon, đau bụng, nhắc nhở bản mệnh nên chú ý thành phần dinh dưỡng nạp vào cơ thể. Nếu nhà có trẻ nhỏ thì bạn cũng nên đề phòng trẻ có thể bị thương do đùa nghịch hiếu động. Tử vi tháng 9 âm lịch 2025. Người tuổi Nhâm Dần có ít cơ hội phát triển sự nghiệp trong tháng này, đã vậy bạn còn vấp phải nhiều sự cạnh tranh đến từ đối thủ, những hành động sốc nổi, có khiến cho bạn từ trước lấy phiền phức. Dù có vấn đề gì xảy ra, hãy cố gắng giữ một cái đầu lạnh để có thể suy nghĩ mọi chuyện thật thấu đáo. Đặc biệt, bạn tránh can thiệp vào thị phi hay chia bài kết phái trong tháng này. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng này người tuổi Nhâm Dần cần có sự chủ động và mạnh dạn hơn trong mọi việc. Bạn càng xông xáo sẽ càng dễ giành được phần thắng về mình, nhất là trong các cuộc cạnh tranh. Con giáp này cũng có thể được anh em, bạn bè giới thiệu cho một số dự án hợp tác phù hợp. Điều đó cũng giúp cho bạn có tâm lý vững vàng trong tháng này và đạt được nhiều bước tiến khả quan. Vấn đề chi tiêu trong tháng có dấu hiệu tăng lên, đa phần do các mục đích sinh hoạt, hiếu hỏi, bạn cần phân chia tài chính thành các khoản để chi tiêu dễ dàng hơn, tránh bị thâm hụt không đáng có. Tử vi tháng 11 âm lịch 2025. Vấn đề sức khỏe của Nhâm Dần trong tháng không mấy khả quan, chủ là các vấn đề liên quan tới gan tối mật, suy giảm chức năng thận, ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc thường ngày. Trạng thái tinh thần của Nhâm Dần cũng dễ trở nên nóng nảy hơn, chỉ một chút kích thích từ khách quan cũng có thể khiến cho bạn bùng nổ và gây hấn với người khác. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm 2025, tuổi Nhâm Dần đón những cơ hội rõ ràng về việc phát triển sự nghiệp cá nhân, kế hoạch được triển khai trơn tru hơn. Do đây cũng là tháng cuối năm, nên khó tránh khỏi cảm giác vội vàng chạy nước rút, do đó bạn cũng nên tính toán cẩn trọng, tránh nóng nảy mà hỏng việc. Một vài cơ hội hợp tác trong các dự án bất động sản sẽ xuất hiện, nhưng bạn sẽ cảm thấy không được thoải mái bởi những ràng buộc trong các điều khoản, đôi khi còn sinh ra cảm giác áp lực. Ngoài ra trong tháng này, cũng sẽ phát sinh một mối quan hệ mới và bạn sẽ gặp được một số người bạn có ích cho sự nghiệp của mình. Tổng kết tử vi Nhâm Dần 1962, nữ mạng, năm Ất Tỵ 2025 như sau. Năm 2025 sẽ không quá bất lợi nếu người tuổi Nhâm Dần hành sự thận trọng, cơ hội tuy không nhiều nhưng không phải là không có, trong hung có cơ, trong hung tàng cát. Nếu biết chủ động nắm bắt thời cơ và kiên trì theo đuổi mục tiêu thì đương số sớm muộn cũng đạt được mục đích, thành công chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Dưới đây là cách hóa giải vận hạn xấu cho tuổi Nhâm Dần năm 2025 trên từng phương diện. Về công việc, trong năm có thể hợp tác làm ăn với bạn bè, đối tác, tránh tự mình mở rộng, có thể gặp bất lợi về nguồn vốn lưu động và thủ tục pháp lý. Về tiền bạc, thận trọng với các giao dịch tài chính, hạn chế đầu tư mạo hiểm, thay vào đó là các khoản đầu tư dài hạn, ít rủi ro hơn. Về tình cảm trong năm hài hòa, với những ai muốn sinh con năm 2025 nên chăm chỉ đi lễ chùa cầu khấn, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn để giải tỏa căng thẳng về tinh thần. Về sức khỏe, năm 2025 đương số gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe, cần thay đổi chế độ ăn uống, ít thịt động vật và nhiều rau củ quả, trái cây hơn. Để yên tâm về mặt tinh thần, trước những lo ngại tác động xấu từ cục diện phá thái tuế, người tuổi Nhâm Dần nên chú trọng hơn đến việc tiến hành cúng sao dài hạn đầu năm. Ngoài ra bản mệnh nên phát nguyện làm việc thiện giúp người, sử dụng một số vật phẩm phong thủy hộ thân. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, đứng trước Bồ Tát Quan Thế Âm, chỉ cần nhẩm niệm ba nguyên tắc này, sẽ cầu được ước thấy, khổ nạn tất qua, vì sao phải khấn cầu Quan Thế Âm Bồ Tát.
Các vị Bồ Tát là những bậc được cát tinh bởi đức hạnh cao quý tuyệt vời của Đức Phật và được thánh hóa để trở thành nhu cầu của quần chúng. Nếu như Bồ Tát Văn Thù là hình tượng biểu trưng, được thánh hóa về khao khát trí tuệ, tri thức mà con người gửi gắm, thì Bồ Tát Quan Thế Âm là hình ảnh được con người thánh hóa để làm chỗ nương tựa cho tâm hồn của chúng sinh. Hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mang tới tình thương và sự che chở bảo hộ, một bàn tay hiền từ tươi mát tưới tẩm, cảm thông và soi dịu nỗi đau thương tang tóc trong cuộc sống của nhân loại. Quan Thế Âm tiếng Vạn gọi là Avalokvara, nghĩa là vị Bồ Tát lắng nghe âm thanh đau khổ của thế gian kêu cầu, mà cứu độ một cách tự tại, do Ngài lắng nghe âm thanh một cách tự tại, mà chứng được bản thể chân thường của vũ trụ. Nơi nào, lúc nào trong vũ trụ có tiếng chúng sinh đau khổ kêu cầu, thì Ngài hiện thân cứu độ rất tự tại, cho nên Ngài có tên là Quán Tự Tại, Quán Thế Tự Tại. Nguyên tắc thứ nhất, những gì bạn cầu xin phải phù hợp với nhân quả. Hầu hết mọi người đi chùa lễ Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đều là do có việc cầu xin Bồ Tát. Chúng ta có thể cầu Bồ Tát, nhưng không được cầu những điều trái với luật nhân quả. Đây chính là nguyên tắc đầu tiên bạn cần ghi nhớ khi khấn niệm trước Quan Thế Âm Bồ Tát, để những điều bản thân mong cầu có thể linh nghiệm. Đây là lý do tại sao một số người, dù có chăm chỉ quỳ lạy trước Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng không có tác dụng gì. Đạo Phật thường nói, gieo nhân lành thì gặp quả lành, gieo nhân ác thì gặp quả ác. Chư thần Bồ Tát tuy có thần thông quảng đại, nhưng cũng không thể thay đổi nhân quả. Nếu điều bạn cầu xin các ngài đi ngược lại với luật nhân quả, thì Đức Phật cũng không thể giúp được bạn. Nguyên tắc thứ hai, những việc bạn làm đều phải hợp nhân quả. Khi đứng trước Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải luôn quán chiếu lại hành vi của mình, nhớ lại xem mình có làm điều gì, vi phạm nhân quả hay không. Đây chính là điều thứ hai cần ghi nhớ trong nguyên tắc khấn niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu thường sát sinh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói bậy, nói tục, nói dối, nói lời ác khẩu làm tổn thương người khác, dù bạn có xin Bồ Tát gia trì cũng vô ích, bởi vì nhân ác chắc chắn sẽ mang lại quả ác. Chư Phật, chư Bồ Tát cũng chỉ là tác duyên cho chúng ta. Còn việc chúng ta cầu nguyện có linh ứng hay không, còn phụ thuộc vào phước báu của mình ra sao, chúng ta không thể đòi hỏi cái gì vượt quá phước báu của mình được. Nguyên tắc thứ ba, bạn phải tin vào luật nhân quả. Nhân quả trong đạo Phật giúp chúng ta sống phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin vào nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ để làm tổn thương người khác. Đã tin theo Phật thì phải tin vào nhân quả, làm nhiều việc thiện, ít làm điều ác. Chỉ khi gieo nhân lành, tạo duyên với Bồ Tát thì may mắn mới tự tìm đến. Sự hợp lý trật tự, ý nghĩa của một cuộc đời là do nhận thức và sống theo nhân quả. Và mọi lộn xộn, thậm chí hỗn loạn của đời sống một cá nhân hay của xã hội đều là do thiếu nhận thức về nhân quả và không sống theo nhân quả. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.